Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm về vụ án. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa có đủ cơ sở xác định, Ngân hàng Đại Tín Trust Bank có tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Rạch Kiến. Thời điểm vào đầu năm 2012, Ngân hàng Đại Tín có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện nắm giữ 84,92%. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2012 đến ngày 10 tháng 7 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra Trust Bank, kết luận thực trạng tài chính rất xấu, vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.061 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Ngân hàng Nhà nước có phương án tái cơ cấu ngân hàng này theo hướng cho phép nhóm cổ đông cũ, đó chính là nhóm Phú Mỹ, chuyển nhượng cổ đông cho nhóm cổ đông mới, đó chính là nhóm Thiên Thanh. Ngày 6 tháng 9 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Trust Bank. Trên thực tế, từ ngày 6 tháng 6 năm 2012, nhóm Phú Mỹ và nhóm Thiên Thanh đã ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và các tài liệu liên quan. Kể từ khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh quản trị điều hành, VNBCB hoạt động không hiệu quả. Tính đến cuối năm 2013, lỗ lũy kế là 11.348 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293 tỷ đồng. Hậu quả trên có một phần là do hàng loạt hành vi sai phạm của các bị cáo, trong đó có các hành vi như lập khống hồ sơ, thực hiện đề án nâng cấp hệ thống core banking để rút 63,2 tỷ đồng, lập khống hồ sơ thuê mặt bằng tại 268 Tô Hiến Thành và 806 Sư Vạn Hạnh để rút 600 tỷ đồng, rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu thông qua công ty cổ phần Quỹ Lộc Việt và rút 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của bà Trần Ngọc Bích nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Những hành vi trên gây thiệt hại của VNCB tổng cộng 7.000 tỷ đồng. Việc truy tố, xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm về yếu tố cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến khoản tiền 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích. Những cá nhân đứng tên thế chấp sổ tiết kiệm vay tiền đều khai họ không có mục đích vay tiền. Tiền là của ông Trần Quý Thanh sau khi vay tất cả các tài khoản điều chuyển cho bà Trần Ngọc Bích, không biết sử dụng vào mục đích gì. Trên thực tế, các tài khoản trên đều được chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh để bị cáo dùng trả nợ hoặc chi tiêu vào các mục đích khác. Viện Kiểm sát cho rằng với sự giúp sức của Phạm Thị Trang và Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích, bị cáo Phạm Công Danh đã thực hiện hành vi cố ý làm trái đối với tài khoản số tiền là 5.490 tỷ đồng. Việc cấp hồ sơ, thẩm quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang là có căn cứ. Tuy nhiên, việc cấp sơ thẩm không xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Hành vi của Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích đã giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh rút tiền thông qua hình thức cho vay cầm vốn sổ tiết kiệm giả tạo. Ngoài ra, tại tòa, Trần Ngọc Bích thừa nhận có quan hệ vay mượn với Phạm Thị Trang đối với tội vi phạm quy định về cho vay hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện Kiểm sát cấp cao cũng cho rằng cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử 22 bị cáo về tội danh này là đúng người đúng tội. Xét kháng cáo của 25 bị cáo, Viện Kiểm sát cho rằng mức án 30 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên với Phạm Công Danh là có căn cứ, không có cơ sở giảm nhẹ. Đối với kháng cáo, xin hưởng án treo của một số bị cáo, Viện Kiểm sát cho rằng mức án trên đã được sơ cấp. Với kháng cáo của Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh, bà Hứa Thị Phấn về việc thu hồi lại số tiền vật chứng, Viện Kiểm sát cho rằng với số khoản trên, sơ cấp thẩm quyền chỉ thu hồi theo tỷ lệ là không đúng. Kháng cáo của Phạm Công Danh đề nghị thu hồi toàn bộ số tiền bị cáo đã chuyển cho ông Thanh, bà Bích là Phấn là có căn cứ nên đề nghị chấp nhận về khoản tiền 5.190 tỷ đồng. Xét kháng cáo của bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và 13 cá nhân liên quan, Viện Kiểm sát xét thấy đây là thủ đoạn rút tiền khỏi ngân hàng của hành vi cố ý làm trái nên phải giải quyết thu hồi. Do khoản tiền này bị thu hồi nên các khoản vay của nhóm bà Bích vào ngày 21 tháng 6, 26 tháng 7 và 30 tháng 7, những khoản này đã được tất toán bằng khoản tiền 5.190 tỷ đồng bị cáo Danh rút trái phép từ ngân hàng. Chưa được tất toán, nhóm bà Bích có nghĩa vụ tất toán những khoản vay này. Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân liên quan trong nhóm này. Viện Kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận yêu cầu của các bị cáo Quách Kim Chi, vợ của bị cáo Phạm Công Danh về phần trách nhiệm dân sự trong vụ án. Về kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn, đề nghị hủy quyết định khởi tố vụ án, Viện Kiểm sát cho rằng sơ thẩm quyết định
khởi tố vụ án với bà Phấn là và một số cá nhân liên quan trong nhóm Phú Mỹ là có căn cứ, không có cơ sở nhận đơn kháng cáo. Từ những nhận định trên, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đề nghị các cơ quan kháng cáo của bị cáo giữ nguyên hình phạt. Viện Kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và các cá nhân liên quan. Bác kháng cáo của Trần Thị Hứa Phấn chấp nhận một phần kháng cáo của Phạm Công Danh đề nghị thu hồi của ông Trần Quý Thanh 500 tỷ đồng và bà Trần Ngọc Bích 119 tỷ đồng. Kiến nghị cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét vai trò đồng phạm của Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số cá nhân liên quan là cán bộ ngân hàng đã giúp sức cho Phạm Công Danh rút của VNCB 5.190 tỷ đồng. Ngoài đề nghị trên, Viện Kiểm sát cấp cao cũng đề nghị làm rõ khoản tiền 405 tỷ đồng về tiền lãi mà bà Trần Ngọc Bích và nhận, xem xét, truy thu thuế thu nhập cá nhân và hành vi trốn thuế nếu có. Một số nội dung khác liên quan đến vụ án cũng được Viện Kiểm sát kiến nghị và xử lý.